luôn các bạn nha. Thì bộ này anh khách ảnh đặt rồi nha, mình cũng còn khoảng 3 bộ nha. Hiện tại thì mình thanh lý cho nó xong luôn. 450k một bộ nha, mình giảm còn 430k nha, giảm các bạn đi cà phê. Rút điện. Con này nó xài nguồn 24 các bạn ha, đỏ đen. Đỏ là dương, đen là âm. Nó xài cái bo driver chính hãng nè. Khách nào muốn chế quạt hay chế đổi chế nha. Con này các bạn chế quạt là chạy là không nghe tiếng động đó nha. Brushless DC motor cốt 10 ly. Con này thì nó chạy heo sensor luôn các bạn. Nó đi sẵn hết trong cái bo zin nha. Cái bo của Make in Singapore. Brushless DC motor driver. Cái này là nguyên bộ các bạn, nguyên bộ nha, không có mua ghép bậy bạ nha. Đây đấu ra hai cái công tắc cho anh nè. Một cái on này đảo chiều nha, cái đảo chiều. Cái on off thì nằm đây nè, ba cái sợi trắng, cam, đen là ba sợi on off. Còn này là chỉnh tốc độ. Con này nó có ưu điểm mà cũng có nhược điểm các bạn. Ưu điểm là các bạn thấy là nó chạy êm ru ha, chỉnh tốc nhanh chậm. Mà thấy nhanh chậm không? Chậm lại nè, nhanh lên nè, ha, nhanh lên tối đa thì khoảng 2.500 vòng. Đảo chiều nha, các bạn thấy nó đang quay chiều này, ha, đảo chiều, bấm kịch, đảo này, đảo ngược lại nè. Cái nhược điểm là nó không thể về không các bạn, nó không về không nha, nó chỉ chạy ở một mức độ nhất định nha, ở một dãy tần số nhất định. Thấp nhất thì này là cỡ bao nhiêu ta, ví dụ cỡ 1.000, cao nhất là 2.500 đó. Cao này, lên nè, đó lên, cái này đảo chiều là mình tra cái data sheet của nó các bạn ha. Bấm các bạn thấy bấm nè, bấm nó đảo nè, cọc, bạn thấy nó giật lại cái không, cọc đó. Cọc cái này là đảo đúng trên data sheet nha, chứ không phải đảo bậy bạ nha, đó cho nên là các bạn sẽ yên tâm mà xài. Bấm tha hồ nha, cọc 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 à, quá đã. Mấy con này nó chạy luôn heo sensor các bạn, cho nên là nó rất là mạnh nha. Chạy luôn heo sensor thì là nó đảm bảo cái moment nha, rất là tốt so với không sensor. Đó. Ok, cảm ơn anh ủng hộ nha. Cái này thì anh khách anh gửi về các bạn, mình làm thêm cái công tắc này, bữa mình cũng sơ ý nha. Đó. Cũng còn một vài bộ nha, khách nào cần thì mình đang xả luôn nha. 430k một bộ bao ship nha, hàng Make in Japan. Đó. Nguyên zin nguyên kiện, đấu ra hết nha, khách về chỉ việc xài. Ở đây còn một bộ nữa các bạn ha, còn một bộ nè, một bộ, hình như đâu còn ba bộ hay sao, là những bộ cuối cùng nha, những bộ gần như shop mình đang đẩy hàng đi, một số loại nó đang trở về đáy hết. Thứ nhất giá về đáy nha. Nè, ở đây còn đây một bộ nữa là hai nè, đây bộ nữa là ba, còn ba bộ nha các bạn là hết nha, còn ba bộ cuối cùng. Để chụp hình lại được, tại vì mình không có nhớ các bạn, công ba bộ ha, ba bộ cuối cùng. Ok, cảm ơn anh ủng hộ nha. Thì cái đơn này nè sẽ giao cùng với cái bộ này cho anh, giao trong chiều nay luôn. Giao chung với cái bộ này, cái bộ một động cơ cộng với một cái IC. Hiện tại mình cũng giảm giá không trục nha, nếu mà không có trục thì giá hiện tại là 1.700.000 nha, 1.700.000 bao ship đấu nối hết đầy đủ, khách về chỉ việc cấp nguồn đỏ đen 48V là sử dụng, chỉnh tốc độ, đảo chiều, làm hết đấy các bạn. Khách về chỉ việc xài thôi nha.
lỗ cốt phi 30, động cơ 400W có thắng nha. Con này lỗ cốt xuyên tâm nha, các bạn có thể chế rất là nhiều ứng dụng nha, đặc biệt là những chiếc xe cho người già hoặc là chiếc xe đẩy hỗ trợ công việc á, giống như xe đẩy hủ tiếu, đẩy bánh mì, đẩy gì đó nha. Đó, chạy rất là êm, hàng của Nhật nha, hàng Made in Japan, đời 2017, hàng mới chưa xài, cho nên con này các bạn xài nữa thì rất là bền bỉ. Hiện tại trục thì cũng có nhiều khách đặt nhưng mà không có, các bạn đi tìm không có nha, cho nên các bạn thông cảm nha, khách nào có thể tự trang bị được thì trang bị giùm. Ok, cảm ơn anh ủng hộ nha.